Ngày 23 tháng 7, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp nhận đơn của anh S, ngụ tỉnh An Giang, tố cáo Muhammad Jafar, 27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, tháng 1 năm 2023, Pha giới thiệu anh S mua một xe ô tô BMW biển số 72A với giá 1,8 tỷ đồng anh S cho anh T đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với ô tô trên. Tháng 4 năm 2023, Pha liên hệ với anh mượn ô tô BMW trên để làm phương tiện đi lại. Anh đồng ý và nói với Pha, nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh biết để chốt giá bán và Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô trên. Tuy nhiên, sau đó Pha đã mang xe đi cầm cho H lấy 1 tỷ đồng rồi bỏ mặt, không trả tiền cho anh H để chuộc lại xe. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn của anh B, ngụ tỉnh Kiên Giang, tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu Brabus 800 biển số 68A thông qua việc Khanh mượn xe anh B để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương. Sau đó ngày 13 tháng 6, Khanh cùng đồng bọn bán xe trên cho anh L, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp nhận trình báo của anh ca, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe với số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, chị B, ngụ thành phố Hà Nội, tố cáo Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa xây dựng showroom để khai trương. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mohamed Jaffa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt những người liên quan.